các bạn. Hôm nay mình đi câu ở hồ Út Lệ. Mong hôm nay sẽ may mắn nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng con mồi này nha anh em. Mồi mềm Caraco, lưỡi đơn và một cục trì. Hy vọng là hôm nay câu được nhiều cá ha. Tưởng nó nhả không rồi á. Dạ. Kìa. Nốt luôn. Đơn hàng. Rồi, ơi sảy luôn. Cá ta nó chạy luôn anh em ơi. Kỳ dậy. Rác máy yếu vậy. Ok. Thả miệng ra. Xong thả cá về tự nhiên nha anh em.
xíu. Cái xôi này nở nha mấy con. Chắc nó đi rồi đó. Kết thúc clip đây nha các bạn. Bye bye.